Thái tượng cảm ứng thiên tập 150 Thưa quý vị đồng học cùng tất cả mọi người Mời xem cảm ứng thiên đoạn thứ 84 Gồm có hai câu Mai cổ áp nhân dụng dược sát trụ nghĩa là chôn ùa độc để hại người dùng thuốc làm chết cây cối xét trong các đoạn lớn thì đây là đoạn lớn thứ 11 vô nhân hay nói cách khác là không có nguyên nhân vô duyên vô cớ mà tạo tác nghiệp ác chôn bùa độc để hại người ở vùng singapore này chúng ta rất hiếm khi nghe nói đến lúc tôi còn niên thiếu trong thời gian kháng chiến khi còn đi học ở tại hồ nam tại quý châu thường nghe nói đến những chuyện này Quả thật có những chuyện như vậy hay không? Tôi chưa từng chính mắt trông thấy, nhưng nghe nói rất nhiều. Việc này cũng có khả năng là có. Vào thời đại chuyên chế của các bậc chư chúa xưa kia, thì đây là hành vi phạm pháp, luật pháp quốc gia không cho phép. bùa độc nghe nói có rất nhiều loại các bậc đại đức xưa cho ta biết nói chung vì cố ý nuôi bùa độc dùng bùa độc hại người đều là những tội lỗi rất sâu nặng những kẻ ấy vì sao dùng bùa độc hại người nghe nói rằng nuôi bùa độc ấy đến một giai đoạn nào đó nếu không dùng hại người khác thì nó sẽ quay lại làm hại mình cho nên trong trường hợp này không hại người thì hại chính mình có gì là tốt đâu tôi từng nghe nói rằng những người nuôi bùa độc trong nhà hết sức sạch sẽ, hết sức ngăn nắp. Gần như không chút bụi trần ô nhiễm. Những vật độc hại người có rất nhiều loại, đại khái là những loại như rắn độc, như nhện độc, bọ cạp, đều là những loại độc hại. Vì sao phải làm chuyện hại người như vậy? trong phật pháp dạy rằng đó là nghiệp chứng từ đời quá khứ người ta nếu không có nghiệp chứng từ quá khứ ắt không làm những chuyện như vậy nghiệp chứng trong quá khứ là nhân hiện tại là duyên người trẻ tuổi thường ưa thích những chuyện kỳ lạ quái dị đó là hiếu kỳ Tuy nhiên, quý vị làm những việc như vậy rồi, vì sao sẽ phải hết sức khó khăn, khốn khổ? Đó cũng là gì họ không có bạn hiền, khuyên bảo, dẫn dắt. Nên mới làm những chuyện hại người mà chẳng lợi gì cho mình. Câu này chúng ta phải giải thích như thế nào? Dạng rộng nghĩa ra, nói chung những việc làm gây hại cho người khác mà không có lợi cho bản thân mình, đều là nằm trong phạm vi đề cập của câu này vì gây hại cho người khác dù có lợi cho mình cũng không thể làm huống chi gây hại cho người khác mà không có lợi gì cho mình thì càng không nên làm chúng ta đối với hết tệ mọi người hết tệ sự vật sự việc đều phải luôn giữ tâm thương yêu câu tiếp theo là dùng thuốc làm chết cây cối đó là làm tổn hại đến tâm từ bi trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta mà nói ý nghĩa này càng thêm sâu sắc hơn Đó là không có lý do chính đáng Mà phá hoại môi trường sinh thái tự nhiên Không hiểu rõ được Mối quan hệ Mật thiết giữa con người với môi trường tự nhiên Chư Phật Bồ Tát các bậc hiền thánh xưa đều dạy chúng ta yêu người thương vật nói cách khác giáo dục của thánh hiền không gì khác hơn là khơi mở tâm từ bi của chúng ta mà thôi ngày nay chúng ta tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo khác trong rất nhiều các tôn giáo khác đó chúng ta phát hiện ra có điểm chung đó là điểm chung nào là giáo dục tình thương yêu trong nhà phật gọi là từ bi một tấm lòng từ bi Hết tẩy đều từ bi Quý vị xem Như Thiên Chúa Giáo Do Thái Giáo Cơ Đốc Giáo Có thể xem như cả một hệ thống Đều là thần minh thương yêu người đời Thượng đế thương yêu người đời Trong Ấn Độ Giáo Và La Môn Giáo Thì Đại Phạm Thiên Cũng thương yêu người đời Tổng hợp hết lời dạy của các tôn giáo lời dạy của thánh hiền cũng là một câu như vậy chúng ta không chỉ thương yêu con người mà còn phải thương yêu muôn vật quý vị xem ở trong kinh bồ tát giới Đức Phật khuyên dạy chúng ta tỳ kheo thanh tịnh không dậm đạp cỏ xanh. Quý vị xem, ngay đến cọng cỏ nhỏ nhoi, lớn lên cùng mơ mẫn đầy sức sống, quý vị nở lòng nào dẫm đạp lên chúng. Người có lòng thương yêu đến mức như thế, ngay đến ngọn cây cổng cỏ còn thương yêu bảo vệ, sao có thể không thương yêu con người, sao có thể không thương yêu động vật, Sao có thể gây hại cho người Con người sống trong thế giới thương yêu Đó là hạnh phúc chân thật Cách đây mấy hôm Trong chúng ta có một số vị đồng tu Đi theo cư sĩ Lý Mộc nguyên Tôi ủng tham gia Đến thăm viếng một bà cụ nữ tu Đã 101 tuổi bà hứa triết một đời bà sinh ra đã sống trong thế giới thương yêu cho nên được hạnh phúc mỹ mãn bà cho chúng tôi biết rằng bà là người trẻ trung đã một trăm lẻ một tuổi bà trẻ thật tôi xem tân tỷ bà bất quá chỉ như người bốn năm mươi tuổi thôi nói thế nào cũng không thể nào tin nổi bà liền mang giấy tờ tùy thân ra đưa cho chúng tôi xem quả đúng thật không sai bà sinh năm một nghìn chín trăm nay là năm hai nghìn theo cách tính tuổi của người trung hoa thì là một trăm lẻ một tuổi bà là người triều châu thuộc quảng đông cho nên bà nói được tiếng quảng đông tiếng triều châu biết tiếng anh cũng nói được cả tiếng Trung Quốc phổ thông Tuy đã cao tuổi đến như thế Tôi xem thân tệ tệ lực của bà Thật không khác gì người trẻ tuổi Tôi quan sát thật kỹ thấy bà mất một chiếc răng Bà bảo tôi cả hàm răng đều là răng thật chỉ rụng mất một chiếc Mắt của bà còn rất sáng Mỗi ngày đều đọc sách Không cần phải đeo kính mắt Tai còn nghe rõ Phản ứng nhanh lẹ sáng suốt Hết sức minh mận trí tuệ Mỗi ngày bà vẫn còn làm việc công ích Hôm qua khi tôi giảng kinh Có ý muốn mời bà ấy đến giảng đường Để cùng mọi người gặp gỡ Nhưng hôm qua bà ấy Có buổi lên lớp hiện tại mỗi tuần bà còn phụ trách với lớp học dạy người khác tỉnh tòa khi chúng tôi đến bà còn nhào lộn cho chúng tôi xem những người năm sáu mươi tuổi trong chúng ta còn không dám làm bà ấy đã trăm tuổi có thể nhào lộn biểu diễn cho chúng tôi xem bà ấy bảo chúng tôi một đời của bà giữ tâm địa thanh tịnh không có phiền não Không có âu lo Không có dương mắt Đó là Đạo dưỡng sinh Một đời bà Không nhìn thấy lỗi lầm Của người thế gian Tôi hỏi bà nhìn thấy những chuyện không tốt Bà nhìn thấy người xấu ác Bà có cảm nhận gì không Bà ý trả lời không có Thấy ủng như không thấy rồi bà nêu ví dụ giải thích với chúng tôi cũng giống như chúng ta đi trên đường nhìn thấy người qua kẻ lại rất nhiều nhìn thấy người qua kẻ lại rất nhiều nhưng trong lòng không giữ lại ấn tượng gì quý vị xem trong kinh phật dạy chúng ta thế nào là không giữ lại ấn tượng không giữ lại ấn tượng đó chính là chuyện thức thành trí phàm phu chúng ta dùng thức thức thứ sáu tức là ý thức phân biệt thứ thứ bảy tức là mạc na thức bám chấp thứ thứ tám tức là a lại gia thức giữ lại ấn tượng pháp sư giao quan trong phần chú giải kinh lăng nghiêm dạy chúng ta bỏ thức dùng căn bỏ thức chúng ta không dùng thức thứ sáu là không phân biệt không phân biệt vậy chủ dùng của quý vị là gì là diệu quán sát trí chúng ta không dùng thứ thứ bảy thứ thứ bảy là bám chấp không bám chấp vậy chủ dùng của quý vị là bình đẳng tánh trí không dùng a là gia thức A là giả thức là giữ lại ấn tượng Bà ấy không giữ lại ấn tượng Không giữ lại ấn tượng Thì đó là đại viên cảnh trí Cho nên trong đời sống của bà Chỗ dùng của bà chính là dùng trí tuệ Nói theo nhà Phật Thì bà ấy ngay trong đời sống hàng ngày Sự sự đại nhân tiếp vật Đều dùng tứ trí bồ đề cho nên bà mới được khỏe mạnh, sống lâu Một chút bệnh tật cũng không có Chúng ta 40, 50 tuổi đã lưng đau gối mỏi Bà ấy một chút bệnh tật cũng không có Hoàn toàn bình thường Cho nên bà nói bà là người trẻ trung Đó là danh xưng đúng thật Vì bà quả thật là trẻ trung Tôi chính mắt được nhìn thấy Tôi cũng thực sự làm chứng việc này Ngày xưa Lý Lão Sư đã từng nói với tôi Tài liệu căn bản của Y học Trung Hoa Là Hoàng đế nội kinh trong phần linh khu có nói tuổi thọ bình thường của con người để ra phải là hai trăm năm tuổi thọ của quý vị nếu không được hai trăm năm đó là quý vị đã tự mình làm hư hoại thân thể mình rồi có gì đồng học của chúng ta khi ấy hỏi bà bà có khi đọc được tức không bà đã không có một đời chẳng bao giờ bực tức chẳng bao giờ giận dữ mà nói với chúng tôi chỉ một phút nổi giận thôi phải mất ba ngày sau mới khôi phục lại được như bình thường lời nói này tôi nghe qua có thể tin nhận được hiểu được trong phật giáo đạo giáo Nói về phương thức dưỡng sinh Tí nào là lành mạnh nhất Là khi thân thể Tâm tình con người Cùng hòa hợp thành một khối Với môi trường tự nhiên Đó là đạo dưỡng sinh chân chánh Hoàn toàn phù hợp theo với tự nhiên tức tình ngũ dục đều là nhiễu loạn tự nhiên phá hoại môi trường tự nhiên trong tức tình ngũ dục tức tình là hỷ nộ ai lạc ái ố dục phật pháp chúng ta dạy rằng tham sân si mạng là nặng nề nhất nghiêm trọng nhất và sức phá hoại mạnh mẽ nhất trong đó là sân hận Là nổi giận Những cảm xúc khác như Mừng vui yêu thích là những chấn độc nhỏ Phạm vi phá hoại nhỏ Không quá nghiêm trọng Tuy cũng đều có gây ổn hại Người thực sự tu đạo thì tâm thanh tịnh quyết định không có những ý niệm ngũ dục lục trần cho nên các vị được sống mãi không già Tính nhưng trong khi tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài dường như các vị cũng có mừng giận yêu ghét biểu lộ ra bên ngoài như vậy là thế nào đó là ứng phó theo tình người không phải thực sự có mừng giận yêu ghét chính là trong nhà phật nói hàng tuần chúng sinh tùy vị công đức khi quý vị có chuyện lo buồn tôi hoàn toàn không thể ở đó cười ừ, vui theo tình người là không thể chấp nhận quý vị có chuyện buồn đau tôi cũng phải tỏ vẻ buồn đau cùng quý vị nhưng đó cũng là xuất phát từ trong lòng không phải giả dối những cảm xúc mừng dần yêu ghét của chúng sinh đó thật ra đều là hư nguy xa lìa chân tâm ý nghĩa này hết sức sâu xa nếu không tâm nhập kinh tạng quý vị không thể nhận hiểu được đó là nói tâm thanh tịnh luôn sống trong cảnh giới đại từ đại bi Người như vậy không già, không yếu Người như vậy không mê hoặc, không tà bậy, không nhiễm ô Phật Pháp nói công đức thù thắng viên bản rút ráo Chính là nói điều này Phạm Phu không phải vậy Khen ngợi quý vị vài câu Liền mừng vui không kiềm chế được Nói vài câu khó nghe Liền bực bội khó chịu đến mấy ngày Những chuyện ấy đều là tự giết mình Đối với bản thân mình cũng như người khác đều không lợi ích cho nên trong kinh phật thường nói người đời thật đáng thương thay quả thật rất đáng thương vì lão bà nữ tu này trong suốt một đời có gặp những chuyện khen chê như thế hay không có rất nhiều Có người khen ngợi bà, có người quỳ bán bà, cũng có người dục mạ bà. Nhưng bất kể là quý vị người khen cũng tốt, chê ba dục mạ cũng tốt, bà không hề lay động, không động tâm. Quyết định không để trong lòng, quyết định không xem những điều ấy là quan trọng. Chỉ luôn giữ tâm thương yêu. Kinh sách của các tôn giáo bà ấy đều đọc qua. Đối với Phật giáo đặc biệt có sự yêu thích. Bà ấy kể có người bạn đạo hỏi bà ấy, bà thường nhìn thấy các hạng ma quỷ như thế nào? Bà đáp như thế nào? Bà đáp rằng, tôi nhìn hết tại các tôn giáo trên thế giới đều sáng tỏ rõ ràng. Trong kinh Hoa nghiêm nói. Vì nhân thuyết pháp Vô pháp bất viên Nghĩa là người hiểu đạo thuyết pháp Dù nói pháp đạo cũng không khiếm khuyết Đó chính là lời nói ra Của một người có trí tuệ viên mãn Bà ấy không học Phật Nhưng trong thực tế bà ta là Bồ Tát Đích thực vậy không chút hư dối Vì năm giới Mười nghiệp lành Ba điều phúc Sáu ba la mật nếu theo tôi đánh giá bà ấy thì tất cả đều trọn vẹn bản thân bà sống hết sức đơn giản mỗi ngày ăn một bữa đời sống của bà quay về đến mức tự nhiên Chúng ta cũng có người ăn ngày một bữa Nhưng ăn rau cũng cần thêm ít muối, ít tương Còn có thêm chút gia vị Bà ấy hoàn toàn không cần Chỉ toàn rau xanh Mấy ngọn rau cho vào nước luộc chín Không thêm vào bất kỳ gia vị gì Thật là hoàn toàn quay về với tự nhiên y phục Bà dùng những y phục cũ rách người khác bỏ đi May ghép lại để mặc Không phải là không có tiền Vì người cúng dường cho bà rất nhiều Bà ấy nói Người khác đưa nhiều tiền như thế cho tôi Là muốn tôi thay họ làm việc tốt Thay họ làm việc tu tích phúc đức Tiền đó không thể sử dụng cho riêng mình Y phục cũ rách Bà ấy nói Mình nên may ghép lại thành y phục mới Để mặc trâu chuốt lại Cũng còn đẹp chán Ở đời Vẫn còn có rất nhiều người Không có quần áo mặc Không có cơm ăn Chúng ta làm sao không thẹn với họ Quý vị có thể hiểu được Lòng thương yêu của bà ấy Là chân thật Không hề giả dối thương yêu hết tạy chúng sinh chúng ta mỗi ngày đều nói chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi nhưng chúng ta còn chưa làm được bà ấy đã làm được rồi nhìn thấu buông xả từ tại tùy duyên niệm vật bà ấy cũng đã làm được Chủ tốt đẹp của việc học Phật Lợi ích của việc học Phật Từ nơi bản thân bà ấy Chúng ta có thể thấy được Có thể chứng minh được Đời sống tiết kiệm đến mức như vậy Chúng ta nhìn thấy giống như là rất khổ sở Nhưng bà ấy thật là người sung sướng nhất trong thế gian này Là người hạnh phúc nhất Không ai có thể so sánh được với bà ấy Bà ấy 101 tuổi Một mình sống trong một căn phòng Không cần ai quan tâm đến Ngược lại bà ấy còn quan tâm tới người khác Mỗi ngày đều đi ra bên ngoài Có những người nghèo khó cố cổ Bà ấy đều giúp đỡ, đều hỗ trợ Bà ấy kể với tôi Có người thuê phòng không có tiền trả tiền thuê Bà thấy người ấy trả tiền thuê phòng Có người không có tiền trả tiền điện nước bà giúp người ấy trả tiền điện nước người không có ăn bà mang gạo đến cho hôm ấy tôi nhìn thấy trong phòng bà có khoảng hai ba chục bao gạo là người ta mang đến cho bà mang cho bà để làm gì bà mang ra bố thí bố thí khắp đời đó thật là điện hình tốt của Yêu người thương vật Tu hành chứng quả Chúng ta tự mình chính mắt nhìn thấy Tôi có nói với Lý Cư Sĩ Nên mời bà đến Đạo Tràng Cư Sĩ Lâm nhưng lúc tôi giảng kinh, mời bà lên kháng đại cho mọi người đều được nhìn mặt. Chúng ta, nếu có thể thực sự tiếp thu Phật Pháp đi theo lời dạy dân làm, thì cũng có thể được thành tựu giống như bà, cũng có thể được thực sự hạnh phúc, mỹ mạng giống như bà. Suốt đời bà đã xây dựng đến mười mấy diện dưỡng lão Công việc suốt đời bà là quan tâm đến người già Chăm sóc người bệnh Trong Phật Pháp gọi đó là bố thí, vô úy Bà được quả báo là khỏe mạnh, sống lâu Cho nên chúng ta nhìn thấy bà ấy trong các môn bố thí tài vật Bố thí Pháp, bố thí vô úy Thì lấy bố thí vô úy làm chính Bố thí tài vật, bố thí Pháp là phụ theo Hết tẩy đều là bố thí Một tức là ba Ba tức là một Và dùng bố bố thí vô ý ấy làm chính Cho nên quả báo hiển hiện, hiện Ngay trước mắt chúng ta Chúng ta đối với lời trang dạy của Phật Đà In sâu không còn nghi ngại Cần phải nỗ lực y theo lời dạy nhưng làm Rộng mở tâm lượng thương yêu bảo vệ chúng sinh cho nên hôm ấy khi tôi hỏi rút lại thì bà tin theo tôn giáo nào bà ấy đáp tôi tin theo tôn giáo thương yêu câu nói này thật có ý nghĩa tôn giáo thương yêu là bao quát hết thảy mọi tôn giáo không bỏ sót một tôn giáo nào ngôn ngữ đơn giản mà ý nghĩa sâu xa vô tận điều này chúng ta phải học tập hôm nay từ gian đã hết chúng ta dạng đến đây thôi